Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về video clip về vệ sinh đầu gò khói hành lang để công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà được an toàn và hiệu quả. Chúng ta phải thường xuyên vệ sinh đầu gò khói. Sau đây chúng ta cần phải chuẩn bị những dụng cụ sau: một, chổi quét sơn; hai, rẻ lau; ba, hòm đồ; bốn là thang. Ta cần phải tháo đầu gò khói xuống. Sau đó chúng ta cần phải mở lắp bao khói ra. Để vệ sinh các phần tiếp điểm bên trong. Dùng chổi quét sơn, ta vệ sinh sạch phía bên trong. Sau đó chúng ta cần lấy rẻ lau để lau sạch. Kiểm tra kim báo. Sau đó là lau sạch mắt báo. Vệ sinh năng lực bảo vệ. Rồi chúng ta lắp lại. Vệ sinh sạch sẽ phía trong và phía ngoài. Ủ vít siết lại các đầu dây tín hiệu. Sau đó chúng ta lắp đầu vào khói vào. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn video clip về quy trình bảo dưỡng, vệ sinh bảo dưỡng đầu bao khói hành lang. Còn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.